Kính chào đại chúng. Đây là những ngày đầu xuân Quý Mão. Chúng ta thật may mắn lại có mặt cùng với nhau. Ngay bây giờ và ở đây, chúng ta đang ở tâm điểm của mùa xuân. Chắc là mọi người đang có rất là nhiều hoa ở trong lòng, rộn ràng, hân hoan, phấn khích để bù đắp cho những ngày chúng ta lao động vất vả ở phía trước, trong quá khứ, những ngày vừa qua, cả những ngày trước giao thừa chúng ta vẫn còn rất là bận rộn, thậm chí là căng thẳng, nhiều lo âu. Nhưng mà đây là giây phút chúng ta đáng được ngồi yên xuống để thảnh thơi, để thư giãn, để thở cùng với hơi thở của đất trời, để cảm nhận sâu sự giao mùa từ mùa đông chuyển sang mùa xuân. Ở Mỹ trong những ngày qua đã đi qua những trận bão tuyết rất là kinh hoàng. Nhiều nơi vẫn còn chìm trong băng giá. Ở Việt Nam chúng ta đang có những ngày xuân thật là ấm áp. Trăm hoa đua nở. Hãy chúc tụng, hãy reo vui, hãy ý thức rằng ta đang đón nhận những tặng phẩm quý giá của đất trời. Vậy nên chúng ta hãy cho phép mình có một cơ hội đủ lớn, đủ lâu và đủ sâu để trở về gắn kết với thực tại, có mặt một cách trọn vẹn cùng với giây phút này, cùng với đất trời, nguồn sống vĩ đại bao la đã không ngừng nuôi dưỡng ta từ khi chúng ta có mặt trong cuộc đời cho đến bây giờ. Dù chúng ta có ý thức để nuôi dưỡng trở lại đất trời hay không, trong những ngày này không phải là cơ hội để chúng ta kiếm thêm quyền bính, địa vị hay là tiền bạc, phát triển sự nghiệp kinh tế, hoặc là chinh phục những đỉnh cao gì đó. Đây là những thời khắc mà chúng ta nên cho phép thân tâm mình được có mặt trọn vẹn cùng với nhau. Thân ở đây và tâm cũng có mặt ở đây. Trong giây phút của hiện tại, trong những ngày xuân, không có công việc gì quan trọng để làm nữa. Không có lý do gì đủ lớn để tâm mình chạy lang thang vất vưởng ở ngoài kia nữa. Và đây là một cơ hội rất là quý giá, rất là tốt để ta đưa tâm trở về với thân, kết nối sâu sắc với thân, có mặt cùng với nhau thành một cặp mà từ lâu cũng do chính chủ thể là chúng ta chia cách. Nói đến đây tôi lại nhớ tới hai câu thơ mà tôi rất là yêu thích trong truyện Kiều. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Trong giây phút này, bây giờ và ở đây, khi mà nhân duyên còn đầy đủ để một cặp cùng có mặt với nhau, thì hãy cố gắng trân quý giây phút này. Đừng làm thêm bất cứ việc gì, đừng nói thêm câu nào nữa mà khiến cho hai bên phải giãn cách ra, phải xa lìa. Đừng làm bất cứ điều gì, đừng nói câu gì, đừng nghĩ thêm điều gì để thân tâm lại lạc loài nữa. Hãy cố gắng cho phép tâm được trở về
hợp nhất cùng với thân. Bây giờ rõ mặt đôi ta. Đôi ta ở đây có khi là một cặp giữa thân và tâm thôi. Và chúng ta hãy thử cho phép mình có một cơ hội đủ lớn như vậy. Nửa giờ, một giờ đồng hồ được ngồi yên xuống, thưởng thức một tách trà hay là một tách cà phê đầu xuân. Tập cảm nhận mà bớt suy nghĩ lại, hoặc là không suy nghĩ càng tốt. Cảm nhận hương vị của trà, của bánh tét, của bánh chưng, của bánh mứt. Ngửi được mùi thơm hay là nhìn ngắm những đóa hoa. Hàng trăm loại hoa cùng nhau khoe sắc khoe hương trong những ngày xuân. Mở hết các giác quan ra: tai, mũi, lưỡi, thân và cả ý thức. Chúng ta đều nhận biết mình đang tiếp xúc với cái gì và cảm nhận thật sâu vào những gì mà chúng ta đang tiếp xúc trong giây phút của hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Mà đừng nghĩ thêm chuyện gì ở quá khứ, đừng mơ mộng thêm chuyện gì ở tương lai. Cố gắng làm sao để thân tâm cùng có mặt trong giây phút của hiện tại, kết nối thật sâu, cảm nhận thật rõ để thân tâm cùng hợp nhất với nhau, trở thành một với nhau, thì theo Đức Phật nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh vô cùng lớn lao. Nó có thể chữa lành mọi vết thương đau. Nó có thể đưa chúng ta từ khổ đau bước sang trạng thái của bình an và hạnh phúc. Nó có thể làm cho chúng ta cân bằng lại con người của mình, mở ra nhiều cái thấy mới sâu sắc trong đời sống. Cho nên ngồi yên, thở, thả lỏng, mỉm cười, cảm nhận làn gió đi ngang qua, lắng nghe tiếng chim hót, nhìn thấy rất rõ trời xanh mây trắng, hoa nở. Ngửi thật rõ hương vị của trầm, của trà. Cảm nhận rõ từng vị ngọt, vị chát, vị béo của trà là một nghệ thuật sống, là bạn đã nắm được bí quyết của sự sống rồi đó. Có khi bạn không cần làm gì nhiều cả. Có khi bạn cần được ngồi yên như vậy, không làm gì, chỉ bình an, chỉ thư giãn, chỉ thảnh thơi, chỉ mỉm cười, chỉ cảm nhận rõ mọi thứ đang xảy ra. Hoặc là mỗi khi bạn tiếp xúc với cái gì, bạn chỉ cần có mặt trọn vẹn ở đó để cảm nhận, thì con người bạn sẽ bắt đầu khác, khác đi rất nhiều. Bớt đau khổ, bớt căng thẳng, bớt những năng lượng tiêu cực, bớt đi những lo lắng sợ hãi không cần thiết. Khi mà cái cây của bạn nó đã cắm rễ sâu vào lòng của đời sống, cảm nhận rất rõ mọi thứ đang diễn ra trong từng giờ từng phút, thì cái cây của bạn nó sẽ sống rất là mạnh mẽ, rất là vững vàng. Nó đã hút được rất nhiều năng lượng quan trọng của đời sống, khó mà có phong ba bão táp nào có thể vùi dập được. Và chắc là đến một cái độ tuổi nào đó, đủ trưởng thành trong đời sống tinh thần, bạn phải lớn lên nhiều lắm, phải bầm dập với cuộc đời này nhiều lắm, phải lên bờ xuống ruộng thăng trầm nhiều lắm,
thì bạn mới có thể làm được cái việc đó là ngồi thật yên khi thấy cần thiết, cắm rễ thật sâu vào lòng đời sống. Bạn thấy quý những giây phút mà mình cho phép thân tâm cùng hợp nhất, có mặt trọn vẹn với nhau. Và bạn sẽ cố gắng gìn giữ sự thực tập này, không để cho bất cứ lý do nào có thể tách rời thân tâm bạn nữa, tách rời bạn ra khỏi đời sống này nữa. Vì bạn đã ngộ ra rằng, đã ý thức được rằng hạnh phúc là khi tâm hồn được bình an, tâm hồn không còn thương tổn, không còn phiền não, không còn năng lượng tiêu cực nữa. Thì bạn nhìn lên cái gì, tiếp xúc với cái gì cũng thấy nó đều là có giá trị, đều là màu nhiệm, đều là hạnh phúc cả. Và khi bạn đã thực tập thành công sự có mặt trọn vẹn giữa thân và tâm, thì một cách rất là tự nhiên, bạn sẽ có thể có mặt một cách trọn vẹn với những người thân yêu của mình. Những ngày qua, trong quá khứ, bạn đã từng nhân danh sự bận rộn của nhiều trách nhiệm bổn phận, những hoài bão, lý tưởng ước mơ gì đó, gần gũi hay là xa xôi, nắm bắt được hay là không nắm bắt được, thành hay là bại. Để rồi bạn đã cho mình một cái quyền cho phép tách rời ra khỏi những người thân yêu của mình, chẳng buồn quan tâm, chẳng buồn điện thoại, cảm thấy rất là phiền phức khi mà phải gặp gỡ người thân, rồi phải lắng nghe những câu chuyện khó khăn hay là những vấn đề của họ chưa giải quyết được. Có khi bạn còn nghĩ rằng những người thân yêu của mình làm phiền mình quá, cản trở cho bước tiến công danh sự nghiệp của mình quá. Nhưng mà bạn đã lầm. Vì bạn thử tưởng tượng câu mà tôi thường hay nói, ý mà tôi thường hay nói, đó là mỗi sáng thức dậy, nếu mà tất cả những người thân yêu trong cuộc đời của bạn không còn có mặt trên cuộc đời này nữa, thì bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ sống cho ai? Bạn sẽ sống vì điều gì? Tất cả những thứ mà bạn đang đeo đuổi, từ công danh sự nghiệp cho đến tình cảm, nếu không có liên hệ tới những người thân yêu của bạn, thì bạn có muốn làm không? Bạn có muốn hy sinh cho nó không? Cho nên trong những lúc mất đi sự tỉnh thức, suy nghĩ nông nổi, thì chúng ta tưởng chừng như là chúng ta không cần ai, chúng ta cũng có thể có mặt trong cuộc đời này. Và khi chúng ta trở về với sự tĩnh lặng, đưa tâm trở về được với thân, trở thành một con người có tỉnh thức, thì chúng ta biết rằng chúng ta rất cần những người thân yêu của mình. Cần gia đình, cần cha mẹ, anh em, cần bạn bè thân, cần hàng xóm, cần cộng đồng, cần xã hội, cần đất nước, cần thế giới, cần nhân loại, cần muôn loài. Vì nếu không có tất cả những yếu tố đó thì chắc là chúng ta cũng không thể có mặt trong cuộc đời này nữa. Chứ đừng nói chi là mình có mặt trong cuộc đời này để làm gì hay là cho ai. Và vì họ không ngừng nuôi dưỡng ta ở cách này hay là cách khác, trực tiếp hay là gián tiếp, cho nên chúng ta phải có trách nhiệm để nuôi dưỡng các mối liên hệ tình cảm đó. Thật ra chữ phải đây nghe nó hơi nặng nề. Đúng ra là khi chúng ta có thể có mặt trọn vẹn cho những người thân yêu của mình, khi chúng ta ở bên những người thân yêu của chúng ta một cách có ý thức, thì chúng ta đã được hưởng những giá trị của họ rồi. Chúng ta đã thấy hạnh phúc rồi. Hạnh phúc khi có những người thân yêu bên cạnh,
nơi mà chúng ta có thể sống một cách tự nhiên, chân thật nhất, không bị lên án, chỉ trích, tấn công hay là giăng bẫy, nơi mà chúng ta có thể mở lòng ra để tiếp xúc một cách trọn vẹn nhất, nơi mà chúng ta được về nương náu sau những ngày tháng chiến đấu rất là vất vả, gian lao, đầy thương tổn. Gia đình là một nơi mà chúng ta cần được quay về thường xuyên để được nghỉ ngơi, để được thư giãn, để được nuôi dưỡng, để được bảo bọc và chở che. Cho nên những ngày xuân là cơ hội để chúng ta dừng lại những việc ở bên ngoài, những dự án, kế hoạch, để chúng ta được về có mặt một cách trọn vẹn với những người thân yêu của mình. Chúng ta dừng bớt những cuộc vui không cần thiết, tiệc tùng, thâu đêm suốt sáng, chơi bời cho ra vẻ không khí ngày xuân ha. Chúng ta nên bớt những điều đó, vì nó chỉ làm chúng ta tiêu hao năng lượng. Chúng ta tuy có về quê, về bên những người thân, nhưng mà chúng ta lại không nuôi dưỡng được những người thân yêu của mình. Những người thân yêu của chúng ta cần gì nơi ta? Có phải cần món quà thật to, có phải cần nhiều tiền bạc của chúng ta, để rồi chúng ta có mặt một cách rất là sơ sài, một cách rất là thiếu sự trọn vẹn. Chúng ta đi qua đi lại trong căn nhà của mình như là những bóng ma thôi, mà không có ý thức một cách rõ rệt những gì xảy ra trên gương mặt của mẹ mình, của cha mình, của những người thân yêu của mình, để xem mình có thể giúp đỡ gì nơi họ. Dầu chỉ là một câu hỏi thăm, một lời an ủi vỗ về, nửa giờ hay là một giờ để lắng nghe sâu những nỗi khổ niềm đau của họ, đó đã là một món quà vô cùng cần thiết rồi. Và khi mà bạn có sự bình an đích thực từ sự có mặt trọn vẹn giữa thân và tâm, thì chắc chắn là bạn sẽ biết cách để có mặt một cách trọn vẹn bên những người thân yêu của mình, đặc biệt là trong những ngày xuân như vậy. Bạn sẽ bớt tiếp xúc ở bên ngoài, bớt sử dụng điện thoại, bớt xem TV, tắt hết những cái nguồn không thật sự cần thiết, để bạn có mặt một cách trọn vẹn trong các bữa ăn, trong các buổi nói chuyện, trong các buổi lắng nghe. Bạn có thể ngồi yên một góc trong căn nhà cũng được, để quan sát những người thân của mình di chuyển, làm việc, nói năng, cười đùa, để mình ý thức một lần nữa, nhiều lần nữa, sự giá trị, sự màu nhiệm, quyền đáng được hưởng của những người có những người thân yêu bên cạnh. Một sự thực tập đơn giản thôi mà có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều niềm vui, mà có khi tiền bạc hay là quyền lực không thể nào đánh đổi được. Vậy nên chúng ta hãy nhớ tới hai câu thơ của Kiều: bây giờ rõ mặt đôi ta. Khi mình tiếp xúc với mẹ thì mẹ là một cặp với mình. Mình tiếp xúc với cha thì mình với cha là một cặp. Mình tiếp xúc với bạn bè, với những người trong họ, hay là một người hàng xóm, cứ mỗi lần tiếp xúc với cái gì, chúng ta hãy xem đó là một cặp, để chúng ta xứng đáng đem hết con người mình ra có mặt cùng với, thì giây phút đó nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều sự thư giãn, bình an và hạnh phúc. Và đó là giây phút mà chúng ta hiến tặng những món quà vô cùng quý giá cho những người thân yêu của mình, đặc biệt là những người đang có rất nhiều khó khăn trong đời sống tâm hồn. Họ chưa biết an trú trong hiện tại, chưa biết tận hưởng những giá trị màu nhiệm trong hiện tại. Để rồi nhờ sự có mặt trọn vẹn của chúng ta, chúng ta sẽ giúp cho những người thân yêu của chúng ta cùng có mặt trọn vẹn, cùng trở về với thế giới của thực tại, để biết thưởng thức một chén trà ngon, lắng nghe được tiếng chim hót trong khu vườn, cảm nhận những ngày xuân
đang đi ngang qua. Để rồi từ đó những người thân yêu của chúng ta cũng được nuôi dưỡng bởi tình thương yêu không điều kiện của đất trời. Đó là quyền đáng được thừa hưởng của mỗi công dân có mặt trong trời đất này. Có mặt trọn vẹn cho nhau có thể là một bài thực tập, một công án, hay cũng có thể là một mục tiêu mà chúng ta sẽ quyết tâm thực hiện điều đặn thường trực sâu sắc có phẩm chất mỗi ngày trong đời sống, trong năm mới, trong năm Quý Mão này. Chúc đại chúng có thật nhiều năng lượng bình an, tỉnh thức để có thể có mặt cho chính mình, có mặt cho những người thân yêu của mình, có mặt cùng với thế giới đầy màu nhiệm đang hiện bày cùng với chúng ta, để rồi chúng ta cùng tận hưởng những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời này. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.